chuyện lạ. Mẹ già lên rừng phát hiện cây tre lạ, mang về đốn củi. Con trai vừa thấy đã hết lớn, phát tài rồi. Người con trai vô cùng vui mừng khi phát hiện ra danh tính của cây tre lạ. Thế giới phong phú, muôn màu muôn vẻ, tuy nhiên sẽ không khó để có thể bắt gặp những cây lạ chưa từng thấy. Chắc chắn nhiều người thắc mắc, chỉ một cây tre có hình thù kỳ dị, nhưng lại mang đến cho một gia đình cả một gia tài hiếm có. Theo đó, một bà cụ hàng ngày vẫn lên rừng hái măng, bẻ củi mang về phục vụ cả nhà. Một hôm, bà tình cờ phát hiện những cây tre có hình dáng khác lạ, nên chặt chúng mang về. Vốn dĩ, bà cụ định để khô rồi mang đi nhóm củi. Thế nhưng, khi người con trai nhìn thấy mẹ ôm đống củi về, liền chạy đến, nhìn chăm chú vào chúng, rồi hỏi bà cụ, mẹ lấy những thứ này ở đâu? Nghe bà cụ trả lời xong, người con trai liền hét lớn, nhà chúng ta phát tài rồi. Hóa ra, những khúc tre mà bà cụ mang về chính là một loại tre cực hiếm, có tên là tre đồi mồi hay còn gọi là tre hình ma rùa. Cái tên bắt nguồn từ hình dáng đặc biệt của loài cây này, đốt tre xen lẫn nhau, có hình ma rùa đồi mồi. Theo người con trai chia sẻ, anh đã từng biết đến cây tre cực hiếm này trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến nó ở ngoài đời thực. Hơn nữa, nó lại mọc rất nhiều ở khu vực gần nơi anh ở. Nhờ những đặc tính kỳ lạ ở thân cây tre này, nên chúng có giá trị rất cao, thường được dùng để chế tác thành những vật trang trí thủ công như bàn, ghế. Hiện tại, trên các trang mạng rao bán một cây tre đồi mồi có giá 10 đô la, tương đương với 250.000 đồng. Nhờ sự phát hiện được giống cây vô cùng quý hiếm này, cả nhà có thể nhân giống và bán với số tiền khủng.